Mùa dịch ở nhà không có gì làm, do đó chuyện bạo lực gia đình luôn luôn xảy ra. Con đại ca và con Miu đang đánh nhau kịch liệt. Còn riêng người mẹ tên Ngầu thì bất lực, không biết làm như thế nào. Hai đứa này nó lì quá, nói hoài không nghe. Và trong lúc này Vui đã xuất hiện kịp thời, nhào ra ngăn cản không cho hai anh em đánh nhau. Đúng là người ta nói không có sai nha. Hai thằng đánh nhau thì không sao đâu, mà cái thằng đâm bang á, cái thằng nhảy vô giữa đó, là bị ăn đòn nhiều nhất. Và Vui đã từ một con mèo tốt bụng muốn nhảy ra ngăn cản hai anh em mình đánh nhau, cuối cùng nó lại tham gia cái trận đánh này luôn. Người mẹ tên Ngầu này ở ngoài thì nó hổ báo, nó gian xảo, nó gian manh. Nhưng mà đối với con nó là một người mẹ hiền lành, và luôn luôn bị con nó leo lên đầu lên cổ.